Chào mừng anh chị và các bạn đến với học viện Gatiki và sau đây thì Chun sẽ hướng dẫn anh chị đăng ký cái tài khoản ở trên website gatiki vn. Anh chị hãy làm theo các bước của Chun như sau nhé. Đầu tiên là anh chị ấn vào cái nút đăng ký tài khoản ở trên website gatiki vn. Tiếp theo thì chúng ta hãy chú ý rằng là vì chúng ta sẽ còn kiếm tiền làm affiliate với học viện Gatiki. Chính vì vậy anh chị hãy điền thông tin họ tên, email hay dùng, số điện thoại và mật khẩu làm sao thuận tiện nhất, đúng không ạ? Trong trường hợp anh chị quên mật khẩu thì có thể ấn vào nút quên mật khẩu để chúng ta khôi phục lại nha anh chị nhé. Và email thì anh chị lên điền email hay dùng để Gatiki sẽ có những cái thông báo cũng như là có những cái hướng dẫn và có những cái chương trình sẽ gửi đến anh chị thì anh chị nắm bắt kịp thời hơn. ghi rõ họ tên theo chứng minh thư nhân dân để khi chúng ta nhận tiền ấy thì Gatiki sẽ còn xin số tài khoản của anh chị này và họ tên nó phải chính chủ đúng không ạ thì anh chị sẽ nhận cái tiền affiliate nó được công khai minh bạch và chính xác hơn không có là gatiki sẽ không giải quyết các cái vấn đề tranh chấp khi chúng ta làm affiliate cũng như học tập trên à, học viện gatiki đúng không ạ thì anh chị vui lòng à, đăng ký à, phía trên này giúp em chun là họ tên ghi rõ đầy đủ này email hay dùng số điện thoại đúng không ạ và mật khẩu à, nhập mật khẩu lại chúng ta hãy để cái mật khẩu làm sao nó dễ nhớ nhất nha anh chị nhá và À, chúng ta nhớ là tích vào cái mục là tôi đã đọc và đồng ý chính sách điều khoản của dịch ở, của website đúng không ạ thì à, sau đó chúng ta ấn đăng ký trong quá trình đăng ký mà xảy ra bất kỳ một cái vấn đề gì thì anh chị hãy vui lòng liên hệ với à, gatiki nha anh chị nhá chun cùng với đội ngũ cốt sẽ à, trực 24 trên 7 để hỗ trợ cho anh chị anh chị tránh đăng nhập bằng google và facebook nhé à, khi nào mà anh chị tạo tài khoản ở trên này rồi thì anh chị có thể sử dụng cái tính năng này sau Hiện tại thì anh chị lên sử dụng bởi vì là chúng ta còn kiếm tiền cùng với Gatiki nữa, đúng không ạ? Nên chúng ta cần những cái thông tin nó chi tiết cụ thể giúp em Chun, đúng không ạ? Sau khi đăng ký rồi thì anh chị ấn vào nút đăng nhập giúp em Chun, đúng không ạ? Đấy, anh chị đăng nhập thì chúng ta điền mật khẩu lại à, tên truy cập chính là cái email của chúng ta, à, mật khẩu và ấn vào ghi nhớ để lần sau ấy khi anh chị mà đăng nhập ấy, thì nó sẽ không cần phải bắt anh chị nhập nữa vì nó đã ghi nhớ rồi sau đó anh chị ấn vào đăng nhập đúng không ạ? khi anh chị ấn vào đăng nhập ấy, chúng ta ấn vào cái phần avatar ở đây này, đấy nếu anh chị nào mà cẩn thận thì ấn vào mục cài đặt để chúng ta cập nhật cái hình đại diện vào à, giúp em chun đúng không ạ? sau đó chúng ta kiểm tra một lần nữa là thông tin này, họ tên này, nơi công tác, số điện thoại, giới tính là nam chẳng hạn thế ngày sinh vào đây để ví dụ như là có những cái chương trình tặng quà à, ngày sinh của anh chị đấy à, thì anh chị sẽ nhận được những phần quà rất là hấp dẫn thì anh chị điền vào đây giúp em chun quê quán nhá địa chỉ quận huyện và anh chị có thể là giới thiệu bản thân của mình một chút về đây bởi vì là à, trên học viện Gatiki thì sẽ luôn có mong muốn rằng là không những chúng ta sẽ là học viên không mà anh chị sẽ còn trở thành giảng viên ở trên học viện Gatiki nữa đúng không ạ thì à, cái vấn đề này cụ thể như thế nào thì Gatiki anh chị có thể inbox để em chun tư vấn thêm cho anh chị và anh chị có thể ấn vào đây để thay đổi mật khẩu hoặc là không nhé anh chị nhé sau đó ấn cập nhật đúng không ạ và nó có cả cái mục lịch sử thanh toán à, cái affiliate sau này cho anh chị nữa đúng không ạ và à, cái mục quan trọng ấy là chúng ta ấn vào à, chữ affiliate đây này, này ở góc phải này ở đây thì chúng ta không vội quan tâm nhé chúng ta chưa có đơn hàng thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bảng này nó trống trơn chúng ta chọn sang cái phần lấy link thì ở đây là em Chun đã tạo cái link rồi, cái tức là cái UCLA, à, tức là cái mã affiliate của mình ấy. Thì em Chun tạo rồi nên nó mới hiển thị ra những cái thông điệp ở bên dưới. Còn cái tài khoản của anh chị mới toanh ấy, thì nó chưa có đâu. Thì cái việc đầu tiên của anh chị là ấn vào mục lấy link. Sau đó thì anh chị à, đặt cái tên mã affiliate của mình. Lưu ý giúp em Chun là khi mà mình à, tạo rồi ấy, thì mình sẽ à, không à, sửa đổi nữa nhé bởi vì nếu anh chị sửa đổi đấy mà cái đường link này anh chị đi lan tỏa rồi đến lúc người ta kích vào thì nó lại không phải không tính theo của anh chị bởi vì là là cái đuôi rep này đuôi affiliate của mình là học viện Gataki chẳng hạn thế thì anh chị lại sửa thành là là học viện không chẳng hạn đấy thì là nó sẽ không tính được cho anh chị do vậy anh chị phải chú ý giúp em chun là xác định là điền cái gì thì điền chuẩn ngay từ đầu để hệ thống nó làm việc chuẩn chỉ giúp em chun đúng không ạ vì gần như là 99% là hệ thống nó làm việc còn em chôn cùng với đội ngũ cốt thì kế toán chỉ có duyệt đơn thôi. Tức là khi phát sinh đơn hàng mà anh chị đưa giới thiệu về thì là à, à, gọi là kế toán chỉ có ngồi duyệt đơn thôi chứ không có chỉnh sửa được cái gì hết bởi vì, vì hệ thống nó làm việc hết rồi. À, ngoài ra thì ở đây thì anh chị có thể gắn một cái đường link cảm ơn gì đó ở trên website hoặc là một cái trang landing page của anh chị thì tùy anh chị nhé Rồi anh chị có thể copy cái mã nhúng này để nhúng vào website hay blog của anh chị vân vân ạ thì nó sẽ cũng có thể là giúp cho khách hàng khi chuyển đổi thì nó sẽ tính cái mã affiliate cho anh chị, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là bên dưới này là nó có hai phần là khóa học và combo. thì nếu như học viện kateky tạo ra những combo gì thì anh chị có thể à, lựa chọn, đúng không ạ? lựa chọn nhưng đa phần chúng ta muốn đi giới thiệu khóa học lẻ chẳng hạn thì ở đây có rất nhiều khóa học và sắp tới thì học viện kateky sẽ tạo ra rất nhiều những khóa học online cũng như những cái cách kiếm tiền affiliate cho anh chị để giúp cho anh chị là À, cùng kiếm tiền với Gatiki mà làm một lần nhá anh chị nhá. Anh chị chú ý là không những anh chị học những cái kiến thức ở trên này à, học viện này về kinh doanh online nó được chi tiết vào bài bản và đặc biệt nó là thực chiến nhá. À, và hai nữa là chúng ta sẽ cùng kiếm tiền thì chúng ta sẽ làm một lần nhưng mà nó được hưởng lâu dài. Giả sử như chúng ta làm một cái video giới thiệu về cái khóa học này thì nếu như nhiều người truy cập thì anh chị càng nhiều tiền đúng không ạ? Người ta chuyển đổi, người ta mua hàng càng nhiều tiền Hiện tại thì ví dụ như anh chị Làm thử cái khóa học làm chủ zoom này chẳng hạn Có 39.000 đồng thôi Thì bằng một cái tô phở thôi Tuy nhiên nếu như anh chị giới thiệu làm một cái video Giống như kiểu là em Chun Làm ở trên Youtube ấy Thì nó có khoảng vài chục nghìn người theo dõi cái video đấy Vì nó lên top mà Thì có phải anh chị chỉ cần 10% thôi Là anh chị đã kiếm được khá Khá nhiều tiền từ cái video Và từ cái khóa học này rồi Mà mình không phải mất một cái công sức gì hết đúng không ạ gai lo hết cho anh chị rồi cái việc của anh chị là copy cái đường link này đúng không ạ và đi lan tỏa đấy đi lan tỏa anh chị nhá chú ý là đi lan tỏa đấy, đi lan tỏa cái đường link và có cái đuôi rep này của anh chị này thì nó sẽ được tính cái hoa hồng cho anh chị và các bạn đúng không ạ thì khi đó đấy, anh chị mà phát sinh đơn hàng thì anh chị quay đăng nhập vào tài khoản của mình và kiểm soát xem đơn hàng và phát sinh như thế nào đơn hàng của tôi cài đặt thanh toán thì anh chị thêm cho em chun cái mã số thuế của anh chị vào đây Gatiki thì sẽ tạm thời nhé Tạm thời chưa tính thuế Nhưng nếu như sau này nhà nước mà bắt tính thuế Thì là Gatiki sẽ có thông báo sau như anh chị nhé Còn hiện tại anh chị là kênh nhận tiền Thì thường theo em chun ấy, Anh chị lên nhận qua ngân hàng Thì anh chị chọn vào đây ngân hàng Bởi vì ngân hàng nó không bị mất phí Bây giờ bắn nó không bị mất phí thì Gatiki sẽ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của anh chị Anh chị nhập ừ. cho em chun cái số tài khoản của anh chị vào đây Đúng không ạ nhớ là phải ghi chính xác nhé, bởi vì nếu mà ghi nhầm thì sau này anh chị sẽ là người chịu trách nhiệm, đúng không ạ? chứ không phải là Chun. Thu nhập lớn hơn 2 triệu trở lên thì sẽ bị trừ thuế 10% ở đây này. Ở đây là cái hệ thống nó ghi, nhưng hiện tại nếu anh chị nào mà à, sau này mà có thu thuế thì Gatingly sẽ thông báo sau nhé anh chị nhá Thì À, đây là cái phần mà anh chị cần điền thông tin vào user của anh chị thì là nó sẽ cập nhật tất cả các cái user của anh chị tức là những user tức là những thành viên mà anh chị giới thiệu nó sẽ được liệt kê hết ở đây và bao gồm thông tin số điện thoại hotline của anh chị và như vậy thì anh chị sẽ có thể lấy cái thông tin này về để anh chị có thể chăm sóc riêng cũng được còn đâu là trên hệ thống học viện Gateki thì sẽ có những cái email những cái chương trình để chăm sóc học viên rất chi tiết rồi nhé anh chị nha và lịch sử thanh toán thì thanh toán ngày giờ nào thì nó cũng sẽ hiển thị hết ở đây công khai minh bạch cho anh chị để anh chị quản lý cái à, cái uh, tài khoản cũng như là cái link affiliate tiền affiliate của mình đúng không ạ thì uh, em Chun đã hướng dẫn anh chị uh, tạo cái tài khoản trên website KTK và uh, anh chị có thể truy cập vào học nhé khi mà anh chị uh, uh, vừa làm kiếm tiền như anh chị ngoài ra anh chị có thể vào học thì ở trên học viện có những cái khóa học miễn phí và có những khóa học có phí thì anh chị cố gắng là học chịu khóa học mày mò tất cả những cái kiến thức ở trên này bởi vì chun tin chắc rằng là cái thời buổi hiện nay ấy, là chúng ta không thể nào không học công nghệ nếu không học công nghệ chúng ta sẽ xa uh, gọi là chúng ta sẽ đi vào một cái gọi là uh, Xa rời với đối thủ đối thủ hiện nay họ đi rất nhanh bởi vì họ biết công nghệ Đúng không ạ không những tư duy họ tốt kiến thức họ tốt chuyên môn họ tốt mà họ còn rất giỏi công nghệ nữa nên chúng ta mà không chịu học thì chúng ta sẽ thua đúng không ạ tất cả những cái kiến thức ở đây đều là những kiến thức thực chiến chứ không phải là lý thuyết suông nên chun rất mong anh chị tham gia vào các khóa học ở đây và nếu có thể thì tốt nhất là anh chị lên tham gia vào các các khóa học là học theo tháng là nó rẻ nhất ví dụ anh chị mua một tháng anh chị học thì nó chỉ có 299.000 mà mình lại được mà mình lại được uh, sở hữu tất cả các cái khóa học ở trên học viện Gatiki để mình học. nếu anh chị đăng ký càng dài thì anh chị càng rẻ tiền, đúng không ạ? Đấy anh chị nhá. Còn không thì anh chị mua các khóa học lẻ ở trên này thì nó có những khóa nó lên tới vài triệu đồng thì nó sẽ đắt nha anh chị nhá. À, và một lần nữa thì Chun xin chúc mừng anh chị à, à, chúc anh chị sẽ luôn có sức khỏe dồi dào và hãy trở thành cộng sự đắc lực à hỗ trợ cũng như đồng hành cùng Gateki để chúng ta cùng nhau giúp đỡ cho cuộc sống này ngày một tốt đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.